Kính thưa quý ông bà cô chú anh, dạ con gái lớn lên thì phải gả chồng, con trai lớn lên thì phải gả vợ. Hôm nay là một ngày lành tháng tốt, chúng tôi sẽ tổ chức cho hai cháu lễ đám cưới đính hôn của Hồng Ngọc và Hán Khương. Xin chào quý ông bà cô chú. Rồi sửa giới thiệu tiếp đi. Rồi anh hai giới thiệu rồi xong tới giữa sửa theo em. Kìa chúng con trao nhẫn cưới cho nha nè. Trao nhẫn cưới. Đây, trao nhẫn cưới. Đây. Đây. Rồi, tới em trao cho anh. Ghê quá tự nhiên bị gì trời. Rảnh quá trời rảnh. Đúng rồi, tới được. Rồi sửa tới sửa giới thiệu đi. Chúng con có đồng ý với nhau không? Dạ đồng ý. Giống cái trong nhà thờ của gia ông Thành. Dạ đồng ý. Vậy giờ chúng con dây hôn nhau đi. Giờ chúng ta tuyên bố hai người là vợ chồng. Rồi. Rồi xong. Ôi, bây giờ hai người đi cắt bánh kem với nhau. Thôi để cho cô dâu chú rể phát biểu được chứ. Đúng rồi. Cho cô dâu chú rể phát biểu đi. Rồi mấy ông bà có đôi lời ý kiến. Dạ kính thưa. Dạ kính thưa cha mẹ hai bên, kính thưa họ hàng, cùng với lại bà con cô bác, bạn bè, đồng nghiệp đó, cùng quý khán giả trên kênh Khương Dược Con. Dạ nói chung là hôm nay ngày 29 tháng 9 năm 2022, đó là cái niệm 9 năm ngày cưới của chính thành đẹp ha. Cháu có đồng ý lấy cô dâu không? Cháu có đồng ý lấy cô dâu không? Không đồng ý chứ. Vậy con có đồng ý lấy. Dạ vậy con có đồng ý lấy vợ cứ tên ai không? Bây giờ không? Bây giờ chúng con có tính kém đi nào? Không đồng ý biểu rồi đã. Vậy đồng ý không? Không đồng ý thì hỏi. Đồng ý chứ. Rồi cho anh một cái mic. Để cho cô dâu chú rể phát biểu chứ. Đưa cho chú cô dâu chú rể kìa. Dạ dạ hai người tiên bố hai người là vợ chồng hạnh phúc bên nhau. Thôi tặng quà. Rồi tặng quà. Ừ để phát biểu. Hàng để phát biểu. Em đi vô nè. Trời vô xếp hàng đi. Tôi phải phát biểu nè. Thế diễn ra con. Dạ, dạ bà con bác giờ hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2022. Dạ đúng là kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Khương Dừa với bà xã. Thì mỗi năm thì Khương Dừa và bà xã không có làm gì trơn, ví dụ như là gia đình sẽ đi ăn đi uống. Dạ năm nay thì cũng vậy luôn, không có, thậm chí là mưa gió quá không có đi ăn uống. Xong rồi có một người bạn năm rồi cũng có tặng cho Khương Dừa bà xã Khương Dừa một món quà để kỷ niệm ngày cưới rất là dễ thương. Thì năm nay bạn ấy lại tiếp tục tặng cho Khương Dừa bà xã Khương Dừa một cái bánh kem nè bà con bác, rất là xinh xắn, tặng hôm qua luôn. Dạ rồi, đây có mấy cái bánh nhỏ nữa, 40 cái bánh nhỏ vậy này, dễ thương lắm. Dạ rồi, rồi có tặng Khương Dừa bà xã Khương Dừa cái đồng hồ nữa rất là đẹp. Dạ cũng cảm ơn bạn rất là nhiều. Dạ thì không bao clip này trước tiên thì cũng cảm ơn bạn Khương Dừa với bà xã Khương Dừa món quà. Cũng cảm ơn quý bà cô chú anh chị sáng này cũng xem cái những hình ảnh Khương Dừa đăng lên á. Ông bà cô chú anh chị cũng đã gửi lời chúc mừng rất là nhiều. Dạ Khương Dừa cảm ơn rất là nhiều. Bà xã phát biểu, bà xã phát biểu đi, bà xã phát biểu đi. Dạ dạ em cũng không biết nói gì, em cảm ơn bà cô chú anh chị đã dành những lời chúc cho vợ chồng em. Dạ, rồi, cảm ơn dạ. Chị trao nhẫn cho nha. Rồi trao nhẫn phải không? Trao nhẫn nữa kìa. Em si kêu trao nhẫn nữa kìa. Rồi này. Nè đáng lẽ anh cầm nhẫn dạ. Em cầm. Đây là của con gái nè, của con trai nè. Đây đeo cho nè. Đó. Rồi đeo nhẫn lần nữa. Giờ. Đó. Okay. Giờ không nghe đây. Rồi ok, không nữa, vô đây. Vô đây nào. Vô đây. Cho con nữa.
Thôi, rồi tặng quà đi bà Thúng ơi. Dạ. Đâu đồng hồ đâu? Bà siêu đồng hồ đó. Dạ, mày đi, cảm ơn con. Này của ai đây? Đưa. Cái này là nhỏ là của mày Ngọc, cái lớn là của cha Thương. Ồ. Bạn rất là chu đáo luôn, rất là dễ thương luôn. Cái này của mẹ nè. Lớn là của cha. Dạ. À nhỏ hả? Rồi. Đưa cho vợ. Nhanh lên. Cho tặng cho mẹ Ngọc nè. Ôi cái đồng hồ đẹp quá anh. Đồng hồ cặp luôn. Đồng hồ cặp đẹp ghê. Này đó. Cái này đưa mẹ Ngọc. Ui cặp luôn. Wow. Cái đó đưa mẹ Ngọc. Wow. Đẹp quá hả? Con vừa nhận chứ con đồng hồ cặp luôn. Cặp luôn. Nhưng mà mình nhất định suy nghĩ là mấy cái bóng cặp vừa luôn nha. Không có tổ chức gì trơn nhưng mà Khương Dừa vẫn có một cái phần quà rất là dễ thương cho bà xã Khương Dừa. Hồi trưa nay. Nè bà xã. Đẹp quá à. Bạc luôn, bạc luôn. À, năm sau mình sẽ tổ chức đi du lịch ha. Dạ. Thì mình sẽ làm mình còn cái gì mình còn chuyến Đà Lạt, còn nợ chuyến Đà Lạt đó. Đẹp quá trời luôn. Nhưng mà mai mình phải cắt dây quá ha. Đẹp quá, dạ Khương Dừa cảm ơn nhiều à. Bánh kem này hèm quá. Đẹp quá. Rồi giờ thổi bánh kem hả? Dạ Khương Dừa cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Còn nữa. Bạn rất là dẻo rồi kìa. Không nói là. Không, thôi. Dạ. Thả tay được không ạ? Ủa? Rồi lấy con quẹt đi. Lấy con quẹt cho đi. Nó mất cái ấy rồi, nó mất cái chỗ đốt rồi. Mình chết đi giữa. Ôi, ủ vậy. Ui, sợ quá. Thôi dạ, bây giờ thổi đi. Thôi mình thổi rồi. Cùng thổi nè, thổi cùng Nguyễn à. Ủa, có con dâu như đoạn này con dâu chú gãy thổi thôi chứ. Ủa vậy hả? Không có. Ừ, con dâu chú gãy thổi thôi à. À tại vì ta liếc kiểu như là... Thôi cùng nhau thổi vui vui nè. Ba một thổi. Vù. Rồi rồi hôm nay thì cô dâu chú gãy có hai đứa con. Rồi xin giới thiệu hai đứa con, Thế Vĩnh Trà Sữa với hai đứa con gái nữa. Gia Nghi và Hân. Còn hai đứa con, hai thằng nữa mà nó đi ăn sinh nhật Út nữa rồi. Ốc Tiêu với là Nhật Lâm. Trời ơi gớt kìa con. Rồi, giờ chúng ta sẽ ăn bánh nhỏ trước nha. Rồi giới thiệu chương trình quay qua kìa, quay giờ, qua. Giờ chúng ta sẽ ăn bánh kem nhỏ trước, sau đó chúng ta sẽ cắt bánh kem sau. Ăn bánh kem nhỏ ha. Rồi chúng ta sẽ đến chừng nào đủ nhà mình cắt ha. Yeah. Ôi ngon quá, còn bánh kem đi. Ngon chứ. Vui không? Ngon quá. Con ăn Việt Quốc. Con muốn ăn Việt Quốc. Dạ mở ra. Từ từ để mẹ mở. Con mềm lắm rồi. Con mềm lắm hả? À mũi con lại con lấy con giấy ở đây. Lấy con giấy. Dạ. Từ từ nè, để cho lấy cho nè. Từ từ nè, để mẹ lấy cho. Từ từ nè, sợ. Tắt em đi. Trời ơi. Mẹ cho con Việt Quốc. Từ từ để mẹ mở ra cho mà con lấy kem bánh. Ồ để lên tôi mâm nó luôn em. Ê, cái này nha. Wow, từ từ. Quà này mấy bạn nhỏ nôn lắm rồi đó. Tôi vừa nói đẹp. Phan này xin cha phép cha mẹ cái đã. Ba mẹ cho con xin cái nào? Con xin cái này. Rồi. Con này. Rồi rồi. Rồi muội. Nè muốn nè muội. Rồi. Rồi đi có đi đám cưới có phong bì gì không? Hả? Có phong bì gì không? Bì vậy? Dạ con tặng cho cái muỗng. Rồi qua đây nè, qua đây ngồi nè. Cái này. Qua đây ngồi cho bên mình dễ quay. Cái giác vàng này ăn được bao nhiêu? Hả? Không. Tất cả ở đây chắc ăn hết được hết. Không. Cái này không đâu, con để ngoài đi. Không ngồi đây, ngồi đây nó thấy mặt mày sữa. Sữa đi con. Sữa cái nào? Sữa cái này. Con ngồi đây nè con. Sữa ngồi vô đây. Đi vô trong đi. Cảm ơn. Mời ông bà con chú chưa? Mời mày đi cháu. Trời ơi. Thấy đám cưới của cha mẹ vui không? Dạ. Hả? Vui không? Hồi đó đám cưới cha mẹ sao sửa không đi? Sao sửa không có đi dự đám cưới cha mẹ vậy? Cảm ơn bà cô chú ý khán giả. Cảm ơn bà cô chú ý khán giả. Hả? Việt Quốc ngon hả? Ồ. Hả? Dạ không, đứa nào mời cha với mẹ chứ ta? Mời cha với mẹ. Để rồi, cảm ơn gái. Rồi. Hồi nãy ông bà ngoại không có qua quê biết. Chiều phần ông bà ngoại bên nhà rồi. Cho chị hai không ăn. Đứng lại. Cái này bông ha. Đẹp quá ha. Cái này bông đẹp. Đang trí nhiều hơn. Ăn chúng cái gì rồi? Cái gì đó?
cái này quế nè. Quế con, nó là quế. Quế con thơm. Con ăn không được thì con để ở đây. Quế thơm à. Nè, ngồi ở đây, ngồi bên đó luôn đi. Ngồi xuống nè. Quế này kìa, đây là quế. Thơm á. Cái này mình khỏi dùng muỗng cũng được nữa. Mình lấy cái quế mình múc. Thơm mùi. Rồi xuống sữa. Chuông. Lấy bánh rồi múc. Ừ, bánh nhựng. Cái này có kem hả? Kem có quá. Chấm kem vô sữa. Trời, mẹ thấy sữa. Chấm cái này là... Dạ. Giống như kẹo đây. Kẹo với xong tôi bánh. Đâu miếng. Cái này không có. Hồi đó thì Phương Dư với bà xã Phương Dư cưới là cưới ngày trước là ở trên đây, 28 là ở trên đây, 29 là rước dâu rồi về quê là tổ chức ở dưới bà con quán. À. Ăn bánh này. Rồi Phương Dư và bà xã là đám cưới không có trang mặt, không có trường tuần trang mặt. Nhà tay cưới xong với bà xã Phương Dư đi học cao học rồi. Tao nói mày nghe mà. Cái gì? Ở đây thì quốc ngon nhất mà. Ừ. Tao thấy ăn được. Đó đám cưới mình cũng đơn sơ ha, tổ chức nhà. Ở dưới như có bánh á. Ở dưới có bánh hết rồi. Ngon ha, ở dưới bánh Việt Quốc á. Đâu, đâu, đâu. Ngon quá không bà cô chú ơi. Ngon không? Con chỉ thích lớp kẹo. Hay dẻo. Có kẹo của gì? Có cam. Này nó chua. Nên là cái bánh sao lưng ra được, con được cái mặt nữa. Chua hả? Cảm chua hả? Trời, con ăn vô là con đã biết rồi. Con cảnh báo chị Hà Đình Thành của con ăn. Ăn rồi mà. Ăn cho con hả? Nhắm vô, cắn miếng. Mày ổn mà hả? Ừ, sao mẹ có dâu? Ừ, con dâu ơi, cái dâu cho con nè. Bà Phương thử ăn cam đi bà Phương. Có nhiều trái cây rồi. Ngon lắm, không có chua bà Phương. Ồ, 40 cái vậy là. Có hả? Ăn thì mày ra dậy quá. Muốn bị cay ăn muốn. Dạ, con thích ăn chim mà dai. Thèm ngon ha. Dạ, dễ quá. Mẹ ăn thử miếng cam đi. Mẹ ăn với nho mà. Lần hai năm rồi á, tự nhiên bạn tặng cái món quà để mừng ngày cưới của Phương Dừa và xã Phương Dừa hết hồn chứ. Không biết sao bạn biết. Dạ, cái hộp quà trái tim. Không biết sao biết. Con không ăn kem à. Mời. Hôm nay cái giờ nhớ nữa. Nó không ăn dậu. Dạ. Tụi con cảm ơn cô chưa? Cảm ơn cô. Cô hay tặng quà. Là bánh. Cho tụi con nhiều. Bánh. Ui bánh. Có cái bánh này nè. Con lột cái miếng giấy này ra nè. Ừ. Mẹ ăn nhanh nè. Trời ơi. Hai lớp rồi. Hả? Dưới sô-cô-la. Hai lớp lận. Trời ơi mẹ ơi. Cái hàng này cũng đấy gì mà đây cái này chứ ha, đồ chua thiệt luôn á. Mình đứa trở lần đầu ăn cái bánh này. Nho thì nó ngọt lắm, thôi tôi ăn nho đi. Nho ngọt. Nho bỏ nho thêm không? Ừ. Coi chừng thêm rồi nó dạ chua. Dễ quá hả? Trong đây có đậu phộng hả? Dễ ăn, ăn dễ lắm. Càng chua càng chua. Ủa sữa ăn hết cái hả? Càng chua càng chua. Cái nào vậy? Ăn kem không mà. Ừ. Sữa ăn kem hả? Ừ. Dạ, ủa thì còn cái bánh con hửa rồi. Các bà con chú ý nha, Việt Quốc á, nó có gì chứ chua, ngọt. Đúng lắm nào. Ngon lắm. Con có cảm nhận gì trái cam? Chua. Cherry à? Nó cứ là ngọt. Ăn kem đi. Chắc bánh cái bánh kia chắc cũng giống vậy ha. Cái nhìn bánh chắc cũng giống vậy, bánh bự. Ừ. Đúng rồi. Các bạn nhớ nó giống. Con mở lên rồi, con có đồ ăn rồi. Mẹ ơi, mẹ có đồ ăn rồi. Còn có cái bánh rồi. Rồi đó, mà một giá đất của cây hương này ngọt không? Đó. Đám cưới của cây hương này ngọt không? Đó, đang nghỉ hết cơ. Không nhớ. Đám cưới của mình là Vương. Hai tuổi. Con thích ăn nguyệt quá cơ. Đang trên biển. Nằm bệnh viện. Đừng sốt cơ. Con thích ăn nguyệt quá cơ. Con muốn trên nè. Dạ con, sữa. Con hết ăn miệng quá cơ. Mẹ ơi, con có điều muốn nói. Con đang đứng trên nha. Trên gì? Con có điều muốn nói. Hôm nay con với mẹ đã... ăn cơm mặt muốn xỉu. Ăn cơm mặt muốn xỉu. Cái này phải làm một chơi lớp. Mẹ ơi. Em lên, ăn hết. Lên ơi cô giáo. Cô ơi, hôm nay lớp em nóng xỉu. À, nó sao?
trên là lạ. Bữa nay cưới vợ mà không xỉu. Đấy. Đúng không? Ok, good, good. Good chứ. Ở mấy dinh good chứ. Ở mấy dinh good chứ. Nè, bữa nay ăn bánh kem mà không xỉu là mặt cho lương nè. Đu đu đu. Hôm nay ăn bánh kem mà không xỉu. Mà không xỉu. Ướp mà lại. Bữa nay có bánh kem không ha? Không có mặn ha. Nói trời mưa gió rồi thôi mình không đi ăn. Chứ lý ra là phải đi ăn đồ, cả nhà đi ăn là vui ha. Ai làm chủ? Dạ thôi mình cảm ơn bà cô chú ha. Mình chào tạm biệt được rồi ha. Dạ quay một clip nho nhỏ để cảm ơn người bạn, cũng cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã gửi lời chúc mừng với lại làm kỷ niệm. Kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Hương Dừa đó là bà xã. Gia tài lớn nhất là hai cục vàng. Đây cục vàng 25kg nha bà con bác. Đây cục giòn 9kg. Không phải 29kg nha, 30kg rồi đó. Cục vàng 30kg rồi. Muộn lắm rồi. Cảm ơn mẹ. Vậy chứ lây quay cái mấy bạn mẹ lớn nào đó. Đó Thế Vĩnh mới học lớp mầm trường mầm non giờ lên học cấp 1 rồi. Trà Sữa mới đi học lớp chòi 3 năm rồi con bác. Nó hôm trước con còn giờ là đó là học lớp 6 giờ là bự rồi đó. Dân cái bánh kem này đâu. Hồi đó lên lên cấp 1 giờ lên cấp 6 rồi. Mẹ tính đi ra hồi xưa lên cấp 6. Sao? Mà mình cưới là lớp 6 là mấy tuổi? Mẹ. Hồi nay 12 hả? Tính đi là có một thầy. Đâu nay con mới 11 rồi. 11. Năm nè. Trời lại quay là 18 tuổi rồi đó. Tính đi là lớp lá còn có một thầy. Đẹp bánh kem. Đẹp. Thầy đó tên gì ta? Rồi con nè, con thay lời mặt thay mặt cha mẹ con nói lời cảm ơn con bà cô chú đi. À sao con bà cô chú sao? Rồi. Miếng bánh thì con ạ. Rồi. Bà cô chú anh chị ha. Rồi cảm ơn bà cô chú anh chị theo dõi video của con đi. Thế Vĩnh luôn nè, chào tạm biệt luôn nè. Cả na sĩ muội cũng chào tạm biệt luôn. Dạ thôi đại gia đình của gia đình nhỏ cũng vừa. Dạ chào tạm biệt và chúc quý bà cô chú thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại bà con bác trong buổi tiếp theo. Bye.